hồi kết Asuano sẽ thế nào. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tom Manga. Trong chapter 1047, Luffy đã cảnh báo Momo rằng mình sẽ tung đòn kết thúc Kaido. E là chỉ vài trăm nữa thôi, sinh vật mạnh nhất thế giới sẽ bại trận. Vậy Asuano cứ thế mà kết thúc hay là một thế lực khác sẽ thay bằng bách thú trong trận Wano? Anh em hãy cùng bọn mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. 1. Chiến trường mở rộng toàn Wano, âm mưu của Orochi được tiết lộ. Khi tuyên bố là mình sẽ chấm dứt cuộc chiến, Luffy đã tạo ra một nắm đấm khổng lồ nhắm vào Onigashima và tung châu thức, thôi sơn sát hoàng diệt long. Châu thức này không chỉ đơn giản là đánh gục Kaido, mà nó còn phá hủy cả Onigashima, làm cho chiến trường mở rộng ra toàn Wano, tạo tiền đề cho một số thế lực tham gia vào cuộc chiến thay Kaido tiếp tục Asuano. Và sau khi đáp xuống kinh đô hoa, Orochi sẽ về đến sân nhà của hắn. Trong suốt 20 năm cai trị Wano, chắc chắn Orochi sẽ không trung thành với Kaido. Tên này thừa thông minh để hiểu rằng khi không còn giá trị đô sẽ xử hắn ngay. Nên là không có gì lạ nếu Orochi có liên hệ với một vài nhân vật xương sỏ khác. Có lẽ việc hắn yêu cầu tiến sĩ về gặp hàng với CPO có liên quan tới kế hoạch này và hắn sẽ là cầu nối quan trọng để một vài lực lượng khác tham chiến. Mục đích sau cùng của hắn là sống sót tiếp tục làm Shogun và trả thù Wano Quốc. Hai, Sự trở lại của Big Mom, món nợ năm xưa được thanh toán. Sau khi bị Kip và Lo đánh rơi khỏi Onigashima, Big Mom đã không còn xuất hiện trong các trap gần đây nữa. Tuy nhiên theo mô tiếp One Piece thì ngã cầu thang mới chết, chứ ôm bom thì nhằm nhò gì. Vậy liệu tình hình của mụ hiện giờ ra sao? Theo những gì Oda đã nói ở cuối Aswano thì Luffy sẽ solo với cả hai tứ hoàng cơ mà. Theo ý mình thì chắc là solo từng người, chứ một mình cần hai tứ hoàng thì e là đến Roger cũng phải bỏ tay. Cho nên Big Mom vẫn còn sống, với năng lực Solo Soro, mụ sẽ dễ dàng biến những thứ vô tri thành homie để chúng giúp mụ thoát ra ngoài và tiến về kinh đồ hoa Tuy nhiên vừa đến nơi thì mụ đã thấy Kaido bại rồi không còn cách nào mụ đành đích thân ra tay đến đây thì rất nhiều anh em sẽ nghĩ là bích mam điên rồi hay sao mà lao ra đó giờ này thì làm gì có cửa với luffy nhưng không bích mam vẫn còn một con bài khác đó là ăn tuổi thọ để mạnh lên tuy nhiên trong trận chiến với kit và lo do không tìm được linh hồn nào mạnh mẽ nên mụ đành cắn răng ăn chính linh hồn của mình vậy nên là mụ sử dụng rất ít sợ quá tay là đi luôn chứ còn đánh đấm cái gì nữa dù chỉ ăn một năm tuổi thọ nhưng sức mạnh của mụ đã hơn trước rất nhiều Big Mom bại dưới tay hai siêu thần tình, một phần là do chủ quan khinh địch, một phần vì mụ không dám ăn quá nhiều tuổi thọ. Nhưng bây giờ chẳng phải đã có Kaido rồi ư? Linh hồn của Kaido chắc chắn là không thua gì Big Mom. Nhưng Kaido đã bị thương nặng, như ông ta đâu có sợ mụ nên cứng không được, vậy thì chỉ còn cách mềm thôi. Mụ sẽ nhắc về món nợ cả đời của Kaido, khiến lão đồng ý trao tuổi thọ cho mụ và tất nhiên Big Mom sẽ trả khách sáo mà rút sạch tuổi thọ của Kaido, sau đó hóa thành khổng lồ tấn công phe Luffy. Khi thấy tình hình nguy cấp, Luffy sẽ học theo Zoro, chơi đồ của tộc mình cho hồi sức, rồi phóng to, đâm nhau với Big Mom. Tuy không rõ là Big Mom đã mạnh lên bao nhiêu, nhưng chắc chắn bây giờ mụ khó nhằn hơn cái đồ rất nhiều. Để tưởng tượng độ hoành tráng của trận đấu này, thì anh em thử liên tưởng đến trận đấu của King Kong với Godzilla sẽ rõ. 3. Caribou sơ tán người dân Trận chiến của Luffy và Big Mom lúc này là rất kinh khủng. Chưa cần nói về Haki, chỉ riêng cái kích thước cũng đủ để cày nát kinh đồ hoa rồi vậy lúc đó ai sẽ cứu người dân? Việc này có lẽ là giao cho Caribe là hợp nhất. Đầm lầy của hắn là vô đáy, và khi người bị nuốt vào sẽ không chết ngạt, cứ nhìn cách Roizo ẩn náu trong cơ thể hắn là rõ. Việc còn lại là gom người dân lại một chỗ và sử dụng năng lực là xong. Ban đầu lễ hội lửa chính là lý do khiến người dân gặp nguy hiểm bởi kế hoạch tần Onigashima, nhưng bây giờ nó là điều may mắn giúp cho việc di tản dễ dàng hơn rất nhiều. Caribe từng bày tỏ muốn gia nhập với Luffy và muốn là một phần của liên minh thì bản thân hắn phải cho thấy giá trị của mình mới đúng chứ. 4. Các thế lực mới tham chiến cuộc chiến ở Onigashima đang diễn ra quyết liệt thì chắc chắn những thế lực bên ngoài sẽ không ngồi yên. Hiện giờ có ba lực lượng hùng hậu gần như là chắc chắn đã đặt chân đến Wano, bao gồm đầu tiên là bang Big Mom, chắc chắn sẽ tham chiến. Sau khi Perospero đặt chân đến đảo quỷ thì những thành viên còn lại sẽ tìm cách vừa thác. Dù chậm trễ nhưng mà mình tin những đứa con của Big Mom sẽ đến Hoa Đô để tiếp viện cho mẹ mình. Tiếp đến là hải quân dưới sự chỉ huy của CPO, Hiện tại thì át hẳn chính quyền đang chờ cơ hội để tiến vào Guano, vì đây là vùng đất không nằm trong sự cai quản của chính phủ. Nên dù có hải tặc ở đó đi chăng nữa, họ cũng không thể cử người đến được. Hiện tại thì có vẻ như Orochi đang móc nối với phe chính phủ. Chỉ cần tên hèn nhát này lên tiếng cầu cứu, hải quân sẽ lập tức tiến vào nhằm bắt giữ các hải tặc, thu hồi tấm hồng phiến và đô hộ Guano bằng cách mà Kaido đã từng làm đưa Orochi lên làm cho bù nhìn. Đó là trường hợp nếu Momo không ra lệnh cho Zunisha xử đẹp chúng trong lúc tiến vào Guano cuối cùng là Zenitsha và toàn bộ tộc Minh. Đây sẽ là lúc lời hứa của tộc Minh được thực hiện. Họ sẽ hỗ trợ hai vị vua của mình chiến đấu giải phóng Wano. Người Minh bẩm sinh đã là một chiến binh. Họ sẽ là lực lượng mạnh mẽ bổ sung cho quân ta khi mà quy mô cuộc chiến ngày càng lớn. Ngoài ra còn có con voi ngàn tuổi Zenitsha và chỉ cần Momo ra lệnh, nó sẵn sàng cày nát mọi thứ ngáng đường. Các samurai trung thành với tập Kozuki sau những hoạt động chống phá của Orochi thì mình tin chắc rằng các samurai đồng minh không thể tập trung đông đủ ở cảng Habu một số đã bị kẹt lại ở Wano. Khi bọn họ nghe tin kinh đô Hana đã biến thành chiến trường, họ sẽ lũ lượt kéo đến giúp sức. Đó là những lực lượng sẽ nhảy vào cuộc chiến ngay khi có cơ hội và phân chia cuộc chiến thành ba thế lực gồm bang Bích Mâm và tàn dư bang Bách Thú, Liên minh Samurai và hải tạc Lo, Kid, Luffy và Orochi cùng với thế lực chống lưng mà khả năng cao chính là hạm đội của chính phủ. Những sự bổ sung quân số này sẽ giúp Oda giữ lời hứa với độc giả khiến Wano vượt xa trận chiến thức đỉnh. 5. Sự trở lại của Zoro sau bao ngày bất tỉnh nhân sự thì cuối cùng Zoro sẽ trở lại và tham chiến. Dù gì đi nữa thì Asano cũng được cho là dành cho đầu tàu và đã từ rất lâu rồi. Oda luôn cài cắm rằng thân phận của anh sẽ được tiết lộ tại Wano. Hiokoro đã từng nói rằng anh chiến đấu rất giống với thần kiếm Ruma và lãnh chúa Shimotsuki. Vậy lý do gì khiến một quý tộc Wano lưu lạc tới biển Đông cơ chứ? Theo như Oda từng tuyên bố 20 năm trước, có một con tàu đã rời Wano Quốc và cập bến biển Đông. Hậu duệ của những người trên tàu là người mà ai cũng biết có rất nhiều sự trùng hợp xung quanh Zoro và chẳng phải ngẫu nhiên mà ngôi làng đầu tảo sống lại tên là Semusuki. Còn có biểu tượng của võ đường và câu nói Sunachi. Nên nhớ Oda chuyên giác thính dự báo về nội dung tiếp theo đây anh em. Về hoàn cảnh mà Zoro lớn lên, có vẻ như cậu được nuôi lớn bởi một võ sĩ. Vì một đứa trẻ không thể dễ dàng có được hai thanh katana, trừ khi là đồ có sẵn trong nhà. Ở đây ta thử liên tưởng một chút qua tác phẩm Naruto. Nếu giống Naruto, cha mẹ Zoro đã qua đời và có một người âm thầm đứng từ xa chăm sóc, Giống như là CEO Đệ Tam đã làm với Naruto thì sao? Cho những anh em chưa biết thì tác giả của hai bộ truyện là bạn thân và về cách xây dựng nhân vật đôi khi cũng có nét tương đồng. Và người giống CEO Đệ Tam mà mình muốn nhắc tới không ai khác chính là Koshiro. Thân phận của ông có lẽ là thân tín của lãnh chúa Sameki. Khi lãnh chúa vắng mặt, thiếu chủ còn nhỏ, ông là người chịu trách nhiệm chính với những người trên tàu. Còn về Wado Ichimoji, có thể nói là cây kiếm của Zoro. Kina đã tự ý sử dụng nó nên đã bị nhầm thành mục tiêu ám sát và mất mạng hung thủ có lẽ là Orochi. Tuy rằng Wano bế quan tỏa cảng, nhưng đối với Kaido và Orochi, điều đó chả là gì. Khi Zoro và Orochi gặp nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ sáng tỏ. Hơn nữa ngoài Orochi ra thì e rằng cả Wano không còn người thứ hai có thể xác nhận thân phận của Zoro được nữa. 6. Lo và Kid, lãnh đạo liên minh chống địch Khi đang bận solo với Big Mom thì Lo và Kid sẽ đứng ra lãnh đạo liên minh chống lại các thế lực mới xuất hiện. Tuy rằng đã bị thương sau trận chiến với Big Mom, nhưng hai thanh niên này vẫn còn khá sung. Nếu xét kèo cho họ đối với các thành phần cộng cán phe địch như là Smoothie hay là Daifuku và Lucy sẽ không thành vấn đề. Tầm này kể cả một đô đốc có xuất hiện đi chăng nữa thì hai thanh niên này vẫn còn còn bài tẩy, đó chính là thứ thuốc của tộc mình. Khi phương công lực, tứ hoàng hai anh còn hạ được thì huống chi là một đô đốc. Vai trò của Kip và Lo là rất quan trọng. Họ giúp đảm bảo cho Wano Quốc không bị xâm lăng một lần nữa, cũng như đảm bảo sự an toàn cho liên minh hải tặc sau khi cuộc chiến kết thúc. Nếu thắng được Big Mom, nhưng lại để Orochi liên kết với chính phủ, vậy thì sau khi trận chiến kết thúc, bọn họ sẽ bị Akenu xua quân vào tóm gọn. Nên là ngoài đánh bại Big Mom, họ cần đạt được hai điều kiện. Một là đánh lùi bằng Big Mom và đội quân chính phủ. Hai là giữ cho Wano là vương quốc tự trị. Bảy, tấm hồng phiến của Wano xuất hiện. Một bí ẩn nữa cần được giải đáp đó là tấm hồng phiến của Wano hiện đang ở đâu. Đây chính là mục tiêu mà tất cả các hải tặc đang có mặt ở Wano nhắm đến. Vậy phiến đá đó hiện đang ở đâu? Trong quá khứ thì có vẻ như nó nằm ở gần xứ nơi Oden cai quản. Nhưng khi Kaido biết được công dụng của nó có thể, hắn và Orochi đã rời phiền đá đi nơi khác. Thông qua cuộc nói chuyện của Kaido và Big Mom, cũng như cuộc truy tìm của Lo, có thể thấy là nó không ở Onigashima. Có lẽ khi biết Kaido cần đến nó, Orochi đã đem giấu đi, hòng đảm bảo sự an toàn cho mình. Nhưng có vẻ Kaido đã tìm ra nó từ lâu, nên khi Orochi làm trái ý, lão đã không do dự chém bay đầu hắn. Vì vậy, sau khi trận chiến kết thúc, nó sẽ xuất hiện ở đâu đó xung quanh kinh đô hoa nơi Orochi cai trị. 8. Các thế lực có khả năng sẽ xuất hiện. Ngoài ba thế lực đã kể trên, còn có những thế lực có khả năng cao sẽ đến Wano, anh em có thể tham khảo nhé. Hai tứ hoàng còn lại, As đã xuất hiện ba tứ hoàng, đó là xanh, dâu trắng và dâu đen. Vậy để vượt qua và hoành tráng hơn cả trận Marineford liệu Oda có cho cả bốn tứ hoàng cùng xuất hiện? Lý do Teach đến Wano là rất rõ ràng, hắn đến vì vũ khí, chã quỷ mạnh và tấm hồng phiến. Có khi là dầu đen cũng có kế hoạch biến Wano thành thuộc địa của mình cũng nên. Khi hắn nói sẽ đoạt lấy thứ gì đó chứ không để rơi vào tay chính phủ, rất có thể đó là đảo Wano. Còn về phần xanh thì anh đến để ngăn thực hiện bưu đồ của mình, cũng là để giúp Luffy và người đồng đội quá cố Odin mở cửa Wano Quốc. Đại hạm đội Mũ rơm. đây là đội quân liên minh với Luffy gồm 5.600 thành viên. Họ đã thề sẽ phục vụ dưới trướng Mũ rơm và giờ đây thông tin của trận đại chiến đã vượt xa khỏi Wano quốc thì bọn họ có thể lần theo thẻ sinh mệnh của Luffy đến Wano để trợ chiến cho bố già Luffy. Cuối Ash Retrosa có lời dẫn chuyện như thế này. Họ sẽ chịu trách nhiệm cho một sự kiện cực kỳ quan trọng trong thời kỳ này, nhưng đó là câu chuyện chưa kể. Rất có thể sự kiện mà Oda nhắc tới là trận Wano và quả thực khi đó nó vẫn là một câu chuyện chưa kể. Buster Kong, lực lượng hủy diệt của chính phủ. Chúng ta đã quá rõ về sự bẩn tính của chính phủ thế giới. Không ăn được thì sẽ đạp đổ một khi nhóm CPO thất thủ, họ sẽ tính đến việc sử dụng Buster Call, thủ tiêu cả Wano và may mắn làm sao khi Sinisha ở đây và chỉ cần Momo ra lệnh với một cú quất vòi cũng đủ đập tan chiến thuyền của chính phủ thế giới. Và đó cũng chính là toàn bộ nhận định của bọn mình về cách mà Asuno tiếp tục sau thất bại của Kado và băng bách thú. Cảm ơn anh em đã ở lại xem hết video và nếu thấy hay hãy dành tặng cho Tomanga một cái like, share và bật nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhé. Giờ thì xin chào. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.